Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Kính thưa quý vị, đội tuyển U23 Thái Lan đã bị loại và mới đây thì nhà vua của Thái Lan đã ra lệnh rất khẩn. Cầu thủ gà Tây, những cầu thủ Thái Kiều của đội tuyển U23 Thái Lan lãnh đủ. Thế nhưng các cổ động viên của Thái Lan lại vỗ tay rào rào. Vâng, vừa qua thì đội tuyển U23 Thái Lan đã thất bại toàn tập tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Và hiện nay thì truyền thông của nước này đang đổ lỗi cho những thất bại đến từ rất nhiều những lý do khác nhau. Tới tận hàng nghìn cái lý do, trong đó có nguyên nhân đó là tập ít hơn so với đội tuyển U23 Việt Nam. Những lý do thường thấy khi mà chúng ta chứng kiến đội tuyển U23 Thái Lan thi đấu ở trong thời gian gần đây. Theo tờ Thái Rat của Thái Lan phân tích thì đội tuyển U23 Thái Lan họ thừa những cầu thủ giỏi, thế nhưng thời gian chuẩn bị của họ là quá ít. Và đây là lý do mà báo chí Thái Lan cho rằng là những cầu thủ của đội tuyển U23 Thái Lan đã không thể thắng được đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua. Tờ Thái Rat của Thái Lan này có nhận định rằng thật sự quá đáng tiếc, lứa cầu thủ U23 tuổi của chúng tôi thừa nguồn nhân lực cho những cầu thủ chất lượng ở trong đội, thế nhưng họ lại có ít thời gian để chuẩn bị. Thực sự là rất tiếc dành cho chúng tôi. Và cùng với đó, tờ báo điện tử SMM Sport của Thái Lan cũng đưa ra một nhận định, đó là đội tuyển U23 Thái Lan đã thất bại đó do quá trình chuẩn bị là quá ít. Báo Thái Lan này viết rằng là sau khi mà những chú voi trẻ không thể chạm đến được giấc mơ tại SEA Games 31, thì một lần nữa họ lại vỡ mộng tại U23 châu Á sau khi mà thua đội tuyển U23 Hàn Quốc vừa qua. Và họ đã nêu ra rất nhiều những cái lý do khiến cho đội tuyển U23 Thái Lan thất bại. Đầu tiên họ có nói rằng U23 Thái Lan có quá ít thời gian để chuẩn bị cho SEA Games 31 vừa qua và U23 châu Á. Ở SEA Games 31 thì Thái Lan chỉ có chưa đến 3 ngày để sẵn sàng, trong khi đó nhà vô địch Việt Nam họ có cả tháng trời để ăn tập luyện và sẵn sàng cùng nhau. Và tương tự thì ông Sri Maka cũng có rất ít thời gian để làm quen với những cầu thủ, dù có nhiều cầu thủ ngoại mới được gọi về. Và thứ hai là việc thiếu thời gian chuẩn bị và tập luyện dẫn đến không có thời gian để sắp xếp đội hình và sửa chữa những khuyết điểm của những số cầu thủ. Một đội chỉ có 2 hoặc 3 ngày tập luyện thì làm sao đá được với đối thủ có cả tháng trời chuẩn bị như là Việt Nam. Và thứ ba nữa, họ có đưa ra rằng là sức khỏe và thể trạng tâm lý của những cầu thủ là rất mệt mỏi khi mà phải thi đấu liên tục. Như ở trận đấu đầu tiên gặp Việt Nam thì họ cho rằng là họ không có được những cầu thủ tốt nhất, dẫn đến phải có một kết quả hòa bất ngờ. Và thứ tư thì báo chí này đưa ra rằng là Thái Lan thiếu những cầu thủ tiềm năng để thay thế cho các vị trí chính thức. Và như vậy là hết đổ lỗi cho cái việc là không có thời gian, sức khỏe. Rồi cuối cùng đưa ra một cái lý do có lẽ rằng khiến cho các cổ động viên của Thái Lan chắc phát khóc, đó là không có các vị trí đủ tốt để thay thế cho các vị trí chính thức. Một cái lý do tôi nghĩ rằng từ A đến Z có đủ cả, không thiếu một cái gì cả. Và họ có đủ cái lý do để đưa ra cái bào chữa dành cho những thất bại của mình. Và hiện nay thì việc đội tuyển U23 Thái Lan thua tan tác ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã làm cho các cổ động viên xứ sở Chùa Vàng phải đòi sa thải ông huấn luyện viên Sri Maka bụng to ngay lập tức. Họ thất vọng khi mà đội nhà liên tục phải xếp dưới Việt Nam trong suốt những giải đấu vừa qua. Và thực tế là Thái Lan đã thua và xếp dưới Việt Nam trong 5 năm qua rồi, chứ không phải chỉ có vừa mới qua đâu. Khi mà đá 8 trận thua 5 hòa 3 và Thái Lan có 2 lần liên tục phải nhìn Việt Nam chúng ta giành được tấm huy chương vàng SEA Games. Và mọi sự mổ xẻ sau thất bại đương nhiên là những chuyện bình thường thôi. Thế nhưng rõ ràng gần như bây giờ là người Thái Lan họ vẫn chưa chấp nhận rằng là họ đang kém cỏi hơn so với đội tuyển U23 Việt Nam. Và dường như là việc chấp nhận thất bại dành cho người Thái Lan hình như là có vẻ hơi quá khó khăn thì phải. Và thậm chí trong thời gian vừa qua có nguồn tin tới từ báo của Thái Lan có nói rằng quốc vương của nước này đã yêu cầu bên phía liên đoàn bóng đá Thái Lan phải xem xét thật kỹ các trường hợp nhập tịch, phải thực sự có tài năng và phải có đạo đức để về thi đấu. Bởi thời gian vừa qua thì ông ấy cho rằng là có quá nhiều hình ảnh đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của không chỉ bóng đá Thái Lan mà còn ảnh hưởng đến cả nước Thái Lan nữa. Thậm chí rất nhiều các cổ động viên đã mong muốn rằng trong đội hình của họ có càng ít những cầu thủ nhập tịch càng tốt. Và họ kêu gào rằng là đội tuyển U23 Việt Nam họ đâu có cần những cầu thủ nhập tịch đâu mà họ vẫn thi đấu tốt. Trong khi đó Thái Lan thì cũng không thiếu nhân tài ở trong nước. Và quốc vương của Thái Lan cũng đưa ra một yêu cầu là phải có sự rà soát thật tỉ mỉ và nếu những cầu thủ nào không đủ tốt cần phải loại bỏ ngay mà không cho nhập tịch nữa. Và đó là những phát biểu tới từ ông vua quốc vương của Thái Lan. Thế nhưng quả thực vấn đề lớn nhất đây tôi nghĩ không phải là những cầu thủ mà chính là của những ông thầy. Từ ông Sri Maka ở đây rồi trước đây thì là ông Alexander Pukin. Những hành động không hề đẹp một tí nào của chính ông thầy đã khiến cho các học trò của họ cũng có hành động xấu theo rồi. Bởi đúng là thầy sao trò vậy mà, thầy dạy như nào thì trò cũng như vậy thôi. Ông Pukin thì đến nỗi là bắt tay với lãnh đạo của Việt Nam chúng ta thì đứng như là sếp vậy, nhiều sếp bắt tay với cả lính vậy.
thực sự là rất khó ưa, rất khó nhìn mà thực sự ngứa mắt. Còn ông Sri Maka thì vẫn phát biểu tuyên bố hùng hồn, tuyên bố rằng đánh bại U23 Việt Nam, lực lượng hiện nay mạnh nhất rồi, và cuối cùng thì lại thất bại. Nhưng rồi cuối cùng lại đổ lỗi rằng là không có lực lượng mạnh nhất, rồi cầu thủ không được khỏe, rồi tâm trạng không tốt, rồi vân vân đủ thứ trên đời đưa ra để bào biện cho những lý do mà tôi cũng chả hiểu đấy, người Thái Lan này họ nghĩ cái gì. Trước trận thì trước giải chính xác là trước giải tuyên bố hùng hồn lắm, nhưng cuối cùng thua thì lại không chấp nhận thất bại, cho rằng là Việt Nam may mắn, rồi là Thái Lan đang gặp khó khăn đủ thứ. Thế nhưng tôi khẳng định như vậy, đó là vấn đề lớn từ bên phía lãnh đạo của Thái Lan chứ không phải liên quan đến những cầu thủ. Cầu thủ thì họ cũng chỉ biết về mà đá thôi, còn việc chuẩn bị như thế nào là do huấn trưởng. Thế nhưng cũng có lẽ rằng là do bà trưởng đoàn, bà Manapang, bà đã gây ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển, cho nên khi mà gặp những khó khăn thì Thái Lan nó cũng không thể tự mình mà đứng dậy được. Bà này đã lo lắng quá nhiều dành cho từ huấn luyện viên cho đến những cầu thủ. Họ chỉ việc đá thôi, tiền thì không phải thiếu, đã thoải mái đi. Và cuối cùng sau khi gặp khó khăn thì cũng không biết gượng dậy như thế nào cả. Và giờ đây cũng chỉ biết là đổ lỗi cho những thất bại thôi. Và hiện nay thì với những cầu thủ Thái Kiều, những cầu thủ Ga Tây hiện nay thì có lẽ rằng họ cũng đang rất lo lắng. Bởi thực tế là Thái Lan họ cũng chẳng thiếu nhân tài đâu. Đúng, thực sự Thái Lan những cầu thủ của họ rất nhiều cầu thủ tốt. Thế nhưng mà với việc nhập tịch ồ ạt như thế này và rất nhiều cầu thủ, họ trước đây thì hay nói hay cứ chê là Singapore rồi Philippines hay dùng những cầu thủ nhập tịch. Thế nhưng giờ đây hãy nhìn xem Thái Lan vừa qua 9 cầu thủ thi đấu ở châu Âu và thậm chí rất nhiều cầu thủ nhập tịch đã được gọi về, thế nhưng cuối cùng vẫn cứ thất bại đau đớn, thậm chí đây là thất bại tâm phục khẩu phục, chứ đừng có nói rằng là thiếu may mắn hay gì nữa. Rõ ràng đây là thất bại tâm phục khẩu phục của người Thái Lan trước đội tuyển U23 Việt Nam ở rất nhiều rồi, 5 năm nay rồi, chứ không phải là ngắn hạn nữa, nó không phải là may mắn nữa rồi. Và mới đây thì báo chí Thái Lan có nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại tứ kết của U23 châu Á, khi mà rất nhiều tờ báo hiện nay đã đưa ra những nhận định về tương quan của các đội bóng tại vòng tứ kết giải châu Á 2022. Trong đó thì họ nhấn mạnh đến việc đại diện duy nhất của Đông Nam Á, đó là đội tuyển U23 Việt Nam. Sau khi mà các đại diện của Đông Nam Á gồm những Thái Lan và Malaysia thì đã phải xách vali về nước sớm rồi, thì sức hút của giải đấu U23 châu Á trong mắt của các báo giới của Đông Nam Á hiện nay chắc chắn sẽ không có gì khác, đó chính là đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện nay thì một số những trang báo lớn của Thái Lan đã đưa ra những nhận định, và tờ Xem Sport có một viết rằng tâm điểm của vòng tứ kết sẽ là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Hàn Quốc và Nhật Bản, đội từng vô địch năm 2016. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng trong ngày 12 tháng 6 tới đây. Nhìn chung thì hầu hết đều thừa nhận sức mạnh vượt trội của đội tuyển Ả Rập Xê Út, ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Và trên kênh SMM Sport có đánh giá rằng đội tuyển Ả Rập Xê Út thể hiện phong độ cao bằng cách vượt lên trên Nhật Bản để giành ngôi đầu bảng D. Cả hai đội này cũng đều xứng đáng đi vào tiếp theo. Đội tuyển Ả Rập Xê Út bằng điểm với Nhật Bản nhưng xếp trên nhờ khi mà thắng hơn. Thậm chí họ còn trở thành đội bóng duy nhất ở vòng bảng không thủng lưới một lần nào cả. Và tờ Thái Rát thì lại có một góc nhìn khác như thế này. Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan vẫn đánh giá rất cao màn thể hiện của đội tuyển U23 Việt Nam. Đặc biệt đó là tân huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Gong Kyung, người mới chấp đứt chân giáo làm nhiệm vụ tại đội bóng mới thôi. Tờ báo này có một nhận định rằng tân huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam khởi đầu công việc mới của mình bằng cách loại U23 Thái Lan và ghi tên mình vào tứ kết của giải U23 châu Á. Đây là màn ra mắt tuyệt vời của ông Gong Kyung, người mới tiếp quản đội tuyển U23 Việt Nam từ tay của Park Hang-seo. Và đây là lần thứ hai đội tuyển U23 Việt Nam vào đến tứ kết của giải. Sau lần đầu tiên vào năm 2018, thì họ đã tiến tới vào tận trận chung kết và trở thành đại diện của Đông Nam Á có thành tích tốt nhất lịch sử ở giải này. Dù thể hiện tốt như vậy vào 3 năm này, song huấn luyện viên Gong Kyung nói rằng hiện vẫn chưa phải lúc, đó là để vui mừng. Đó là những gì mà tờ báo của Thái Lan có nói về huấn luyện viên Gong Kyung và đội tuyển U23 Việt Nam. Và qua thực kiện này chúng ta đang có một viên thực sự tuyệt vời. Ông ấy nói rằng là hiện nay chưa phải lúc ăn mừng, và có lẽ như là mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam cũng giống như những gì mà Nguyễn Hải Long sau khi có chia sẻ thì trong phòng thay đồ, huấn luyện viên Gong Kyung có nói rằng là mục tiêu của toàn đội là hãy hướng đến những chiến thắng, hãy hướng đến trận chung kết với niềm tự tin và tự hào cao nhất. Và ông ấy tin rằng toàn thủ những cầu thủ sẽ làm được nhiệm vụ đó thôi. Hãy cố gắng, hãy tận tâm tận lực và hãy tin tưởng vào chính bản thân của mình. Đó là những gì mà huấn luyện viên Gong Kyung muốn truyền tải cái sự tự tin đó đến những ông trò, mà đó những sự truyền tải của tôi nói, có thể tôi có thể nói rằng là những sự truyền tải vô cùng cần thiết và tuyệt vời cho những cầu thủ trẻ vẫn còn non nớt của chúng ta, U23 Việt Nam hiện nay, phải không ạ? Vẫn tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổ bóng đá.